45 con đi học, rồi 10 giờ 45 con về, rồi con đi bán vé số. 10 giờ 15 con về, con đi bán vé số luôn. Dạ. Rồi con không về nhà ăn cơm hả? Đi bán xong rồi về ăn cơm. Trời, là lúc đi học con đem theo vé số luôn hả? Không, lúc đi học về là về bỏ cặp thay đồ rồi cầm giỏ của mẹ đi bán. Nữa là Tết mẹ mua cho con cái đeo bông, nhưng mà mẹ chưa mua được là mẹ đã mất rồi. Dạ. Rồi bây giờ bà ngoại mua cho con theo cái lời hứa của mẹ. Dạ. Không thể nào nó bao bọc cả ba đứa nổi, làm sao bao bọc nổi mà tới ăn học tới ai giữ ai nuôi. Hai đứa con lớn này là không phải con của em. Dạ đúng rồi. Là câu chuyện đó như thế nào em? Dạ đây là con gái. Dạ. Người chồng đầu tiên. Đây là con ba, là chồng thứ hai. Chồng thứ hai. Dạ. Thì học hành cũng không hạnh phúc. Tới em là có người con trung là em đang ẵm trên tay. Dạ. Nhưng mà cha ruột nó còn sao, cha ruột nó ở đàng hoàng, tôi vẫn cho đất cho nhà luôn. Con này thì cha này không có liên hệ tới. Như bà nội bây giờ còn dính là dính cháu. Dính cháu nội là thôi chứ không còn dính dáng gì đó hết. Còn dính con dâu cũng dung dâu cũng không còn dính dáng, vậy là thương cho nó ở cái nhà này thôi chứ cũng không dính dáng gì hết. Nói chung là vậy. Ở nó nuôi ba đứa này mà trọn vẹn đàng hoàng là con mới tính tiếp. Dạ. Chứ bây giờ là hứa là không hứa. Là hứa là không hứa. Dạ. Tại vì dâu mình chết đâu còn dính dáng nữa, bất quá thì mình đứt cái nội mình về nuôi thôi. Nó đốt nhà vợ nó. 3 năm. Ba năm. Vậy cô có ngỏ ý là muốn bắt thằng bé về không? Thì từ từ tính hả, nếu mà để coi từ từ nay cái nó nuôi đi. Thì hả, nhà nào nó nuôi không nổi thì đường đó mình phụ giúp mình để tính chứ sao. Dạ. Giờ. Trước khi vào cái vấn đề của trong video ngày hôm nay á thì anh cho tụi em hỏi là anh tên gì và bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên Thanh, nay 30 tuổi. Thanh năm nay là 30 tuổi? Dạ. Và cái câu chuyện gia đình mình nghe dân địa phương ở đây cũng như là những người hàng xóm ở đây khi mà nhờ những anh em YouTube đến ghi hình và chia sẻ hoàn cảnh của mình là thật ra là như thế nào, anh có thể chia sẻ? Thì trong lúc em giấc chiều á, thì như buổi sáng thì vợ em có nói là đi khám bệnh. Thì em có hỏi là bệnh gì mà đi, nên nó là bệnh bên phụ nữ thôi, thôi khám ở đâu, từ Sài Gòn rồi. Thì đi thì cũng phải có một người đi chung nữa, một người đó là bạn của vợ đi chung. Thì đi tầm khoảng chừng 8-9 giờ á, thì cái người chở có điện thì nó hỏi đi tới đâu rồi, nói là đi tới mới tới Long An thôi. Thì một hồi nữa khoảng chừng tầm 10 giờ đó là điện nó đang khám, tầm khoảng chừng tới 12 giờ mấy 1 giờ đó là điện vẫn em thấy không điện lại, nó mới điện thì đổ chuông không mất máy. Cho tới 4-5 giờ chiều em điện không mất máy luôn. Thì em mới ẵm bé này xuống sao em tắm, thì có một người ở bên ấp 4 Long Mỹ chạy qua báo, là cũng là một người bạn của vợ chạy qua báo nói là vợ em với một người đó đã chết. Hỏi vì sao chết, đó là do tai nạn giao thông, xe cán chết. Thì lúc đó em không biết cái gì nữa. Và trước cái câu chuyện mà xảy ra một tai nạn thương tâm đó thì vợ chồng mình làm cái công việc gì để có thể là nuôi gia đình? Em thì đi múc bùn thuê, còn vợ em thì bán vé số. Vợ em năm nay bao nhiêu tuổi? Vợ em năm nay là 29 tuổi. Và tại sao mà đi khám bệnh mà ở mình ở đây dưới quê mình cũng có những bệnh viện lớn mà? Cái đó là em không biết, thì vợ em nói là đi Sài Gòn khám, bởi vì đợt rồi cũng đi rồi một đợt. Thì giờ ai cũng nói em thì khả năng là nó không nổi. Là em chỉ muốn mẹ mất rồi thì còn mình em thì em sẽ cố gắng làm bất cứ mọi việc, có tiền để nuôi ba đứa ăn học, đến nơi đến chốn thành tài thôi. Hai đứa con lớn này là không phải con của em. Dạ đúng rồi. Là câu chuyện đó như thế nào em? Dạ đây là con gái. Dạ. Là người chồng đầu tiên. Đây là con ba, là chồng thứ hai. Chồng thứ hai. Dạ. Thì cũng học hành. Cũng không hạnh phúc. Dạ. Thì tới em. Tới em là có người con trung là em đang ẵm trên tay. Dạ. Và em có thể nào mà em chia sẻ hay là em gửi gắm hai đứa con về bên cha bên nội của ba của hai đứa nhỏ không? Hay là em nuôi luôn? Em để em nuôi luôn, em không chia sẻ cho ai hết. Không chia sẻ cho ai hết? Dạ. Em để em nuôi luôn. Dạ. Và cái ngày mà vợ em đi nói đi khám bệnh đó. Dạ. Thì cái ngày đó em có đi làm không?
Dạ cái nghề đó là không. Nhưng mà vợ em lấy vé số, buộc là em phải đi bán thế cho vợ em. Ừ. Chứ không đi bán thì ôm một trăm mấy chục tờ vé số thì không có tiền bù. Nhưng mà vợ em đi ba đi đi khám bệnh là vẫn báo cáo em. Dạ, hay là đi lên trên kia rồi là mấy là sáng là đi thì con nhỏ bạn rước rồi không có nói năng gì á, chỉ lên xe đi thôi. Rồi đi một khúc mới nói là em đi khám bệnh anh coi bán vé số giùm em. Ừ. Chứ giờ ở dưới đại lý người ta không có bàn giao cho ai được nữa hết á. Thì em nói đi sao không nói năng hết vậy. Nói, mình cũng trách vợ ha, đi tại sao không nói đúng không? À, thì chỉ buồn nói vậy thôi. Rồi à, vợ em khám xong rồi à, bị tai nạn là trên đường về. Dạ. Là khu vực ở thành phố mình luôn không? Dạ, ở Bình Chánh, thành phố. Bình Chánh. Rồi ra ngoài thành phố rồi. Cái thông tin mà tụi em nghe được á là khi mà lúc đầu tiên á là khi mà mất ở trên đó thì cơ quan anh họ sẽ lấy cái điện thoại của cái người mà đi chung với lại chị Tiền rồi đúng không, là vợ anh, rồi xong rồi mới gọi về bên gia đình của bên chị bên kia, rồi xong từ bên gia đình bên kia mới gọi về báo bên gia đình bên anh. Dạ, báo cho một người bạn. Dạ. Người bạn cũng với vợ luôn. Dạ. Là ở bên Long Mỹ, người đó cũng bàng hoàng chạy qua đây, là chạy qua đây là lúc là 5 giờ mấy gần 6 giờ tối. Nói vợ em mất, người kia hai người mất hết rồi. Em hiểu làm sao, nói là do tai nạn giao thông xe kém chết. Vậy là cái chuyến đi khám bệnh định mệnh đó là hai người, vợ em với bạn vợ của em. Con gái nè, chú hỏi nè, con nhiêu tuổi? Dạ con 11 tuổi. 11 tuổi hả? Dạ. Con học lớp mấy rồi, kể chú nghe coi. Dạ con học lớp 5. Con học lớp 5, con học giỏi không? Dạ học khá. Học khá thôi ha. Con người con bé quý vị. Lúc đó là con với lại ba của con ở nhà con đợi. Con đợi mẹ về. Chỉ là ở trên kia người ta tổng liệm rồi xong hết rồi người ta mới chuyển về đây luôn thôi. Dạ, thì cũng là lúc đó điện là kêu khi mà có người qua báo á thì kêu là sẵn giấy tờ của vợ để đi lên trảnh nhận xác về. Ừ. Đây vợ ra là không định cho ba đứa nhỏ hay. Chỉ có mình em biết thôi, bởi vì giờ đó cũng là 2 giờ mấy gần 3 giờ, 2 giờ 10 rồi. Sợ mình kêu mình mất giấc ngủ, với con nó buồn nó khóc nữa. Thì thôi, không ngờ bé đậu ra, hỏi ba mẹ về chưa đâu rồi. Em mới kìm mất, em đừng khóc nghe. Mẹ đây nè, thì em ẩm bé lên cho nó nhìn mẹ nó lần cuối. Trời ơi, đứt ruột kìa. Còn đứa này với đứa nhỏ lẫn ngủ em không cho hay. Em ngày mốt em sẽ cho hai bé đi học lại. Rồi em sẽ đầu tiên thì giờ việc làm của em đã ngưng ngang rồi. Nhưng mà ban đêm em làm thì em làm đêm. Ừ. Mà đêm thì em bỏ ba đứa nhỏ này thì không được. Đúng rồi. Thì em chuyển qua em nghĩ là em đi làm ngày. Là sẽ tạm thời là em sẽ bán vé số thế cho vợ em trong lúc này. Em một là em gửi con bé nhà trẻ, còn hai là em đứng tay em bán. Đây là còn tiền về bán, em lấy khoảng chừng 40-50 tờ. Em lấy đặng tiền về đặng còn cúng cơm cho vợ, đốt nhang khói cho vợ nữa. Cho dù ổng có cái công để nó ra, nhưng có công giữ một ngày là cha, suốt đời là cha. Kêu tiếng cha thì em sẽ nuôi nó suốt cuộc đời. Đâu có người nào mà kêu người dân bằng tiếng cha đâu. Chỉ có nó thương em, nó kêu em. Cha con thương nhau thì sẽ nuôi nó nắng suốt cuộc đời luôn. Từ ngày hôm qua khi mà chú xem được cái thông tin đó, cũng có những người dân, những anh, những chị trong đây chia sẻ, cũng như là kênh của em đăng với em Kiệt đăng lên đó. Dạ. Là cái tấm di ảnh của chị gái không có tiền lấy về. Dạ đúng rồi. Thật sự như vậy luôn hả? Dạ, bởi vì lúc đó là tiền thì còn có mấy chục ngàn túi thôi. Chỉ có mấy chục ngàn thôi? Dạ. Chứ không có khả năng để ấy, nhưng mà nhờ mượn của anh Đồng. Nếu anh có tiền không cho mượn 500 em đi lấy di ảnh vợ về. Ừ. Thì anh Đồng anh mới đưa. Mà theo anh nghĩ bắt đầu kể từ ngày mai trở về sau thì chắc chắn rằng cái cuộc sống của bốn cha con không phải một cách đơn giản như em nghĩ. Không phải đơn giản đâu. Đơn thuần là không phải như vậy đâu. Nó rất là bắt đầu bước vào những cái con đường mà hầu như là nó đi vào nó ngõ cụt luôn đó. Em đi bán một ngày 50 tờ giấy số đi thì chắc chắn rằng không giờ đủ chi phí vượt tiền con đi gửi nhà trẻ nè, tiền con đi học nè, tiền ăn tiền uống nè, chưa đến nỗi
tính tiền hương khói cho vợ em đó nè. Đó. Và có một cái vấn đề nữa là vợ chồng ở trên cái nền nhà này, cái nền đất này là không phải đất của mình và không phải là nhà của mình. Và cái câu chuyện là như thế nào em chia sẻ để cho quý ông bà cô chú anh chị hiểu rõ phần này ha. Thì lúc vợ em cuối cùng đi bán vé số thì nuôi bà nội và chủ nhà này, thì sau bà nội mất thì vợ em ở đây nhan phố cũng ở đây, thì chú sáu cái bên nhà của nó là vậy thì mày ở đây mày nuôi con mày thôi nhan khối dỗ cho bà nội khi em về. Nhưng mà hình thức kêu bà nội này là như thế nào? Bà nội là cái này thì em cũng không có được rõ. Thì em về thì nói chung là chuyện đời tư của vợ em cướp đó thì em không có nhắc đến, bởi vì chuyện nào nó qua rồi thì qua. Còn cái chuyện vợ chồng em với vợ em á ở với nhau bắt đầu từ lúc đó về sau, chứ còn cái chuyện về trước đó thì vợ em là em không nhắc không đến quan tâm gì. Tới dạ. Chỉ quan tâm hiện tại mình thương yêu vợ mình thôi, dạ. Với hai đứa con thôi, dạ. Và cái câu chuyện mà người bạn cùng đồng hành với vợ em đi khám bệnh đó, bên kia cũng ra đi và bên kia là cũng có con nhỏ nữa đúng không? Dạ có. Nếu như mà vợ em xin em đi khám bệnh ngay từ ở trong nhà này là em có cho không? Dạ không, chắc chắn là em không cho đi. Chắc chắn là không cho đi. Bởi vì đó là bữa thứ 6. Bữa thứ 6? Dạ. Đúng rồi, bữa thứ 6. Mà vợ em đi lần tới trên kia rồi mới thông báo về cho em. Dạ. Cái sự việc nó xảy ra rồi. Thì anh nhớ lại cái lúc trước đó thì anh giống như là vợ có nói những cái câu gì giống như là những cái lời mà chăn chói hay là không như thế nào không? Không có cái điềm gì không á? Sáng lại đi thì em làm giống chỉ lúc đó là có bà chị hai và chị ruột của vợ đang nằm ở trong phòng, vô chỉ nhắn nhủ một câu một thôi. Ngay ở nhà tôi chăm sóc mấy đứa nhỏ nghe, em đi mất cứ về. Trời ơi. Ừ. Đi không có về. Lúc đó là nhắn nhủ với người chị hai á anh? Em thật sự mất nghe. Khi mà vợ em mất rồi thì chị em biết đó, hồi sáng nó có nói mà tao tưởng đâu nó nói chơi. Không, chỉ nghĩ rằng những câu đó nó chơi thôi chứ không ai nghĩ là câu đó nó thật. Nếu mà thật là em không cho vợ em đi rồi. Em không nghe, chỉ cho chị hai nghe thôi. Bây giờ là xong hết rồi mà nó ngẫm nghĩ, nó giống như là một cái câu chói trước vậy đó. Mà trong khi đó là bình thường là cái đứa nhỏ nhất á thì nó đeo mẹ với lại đeo đứa chị này đúng không? Dạ. Mà xong cái bữa kia lại tự nhiên lại đeo anh không dạ. Chịu mẹ. Dạ. Nếu mà bệnh về phụ nữ á, bệnh viện tỉnh mình cũng có. Nói chung bệnh viện nào cũng có, mà tại sao mà nếu mà đúng cái ngày đi tái khám đi. Dụ ví dụ nha, đúng ngày tái khám thì cũng phải thông báo chồng một tiếng. À, ngay cái ngày đó là ngày đi tái khám. Thì xin thí dụ chồng con thì sắp xếp công việc để đi cùng hay như thế nào, mà tại sao mà đồng hành cùng với một người bạn. Và trong khi người bạn là không phải là người địa phương ở đây. Người bạn nó cũng bệnh. Người bạn nó cũng bệnh luôn. Dạ. Còn ở nhà là chị có chạy hay chạy xe Honda không anh? Dạ có. Có chạy xe Honda, chạy cứng chạy, không? Chạy xe Honda đi bán. Chạy cũng yếu chứ không có cứng. À, ngày hôm đó là chị cầm lái luôn hả? Không, người kia cầm, bởi vì người kia là xe của người kia. Dạ. Bằng lái người kia có, vợ em mà không có bằng lái. Dạ cô ơi. Thì trước tiên hết thì cho phép anh em tụi con xin phép chia buồn với gia đình mình nha. Cô cảm ơn tụi con nhiều. Dạ. Thì con được biết cô là bà ngoại của các bé, mà không biết bà ngoại như thế nào hả cô? À, cô là bà ngoại nuôi. Bà ngoại nuôi. Tại vì mẹ nó người bỏ rơi cô lượm ngoài đường. Là hồi mới biết bò. Dạ. Rồi cô thấy cô đi đường á, cô thấy vậy thì cô lượm về cô nuôi. Nuôi được mười mấy tuổi. Rồi sau mẹ nó mới có gia đình. Đó, rồi bây giờ hoàn cảnh bây giờ sanh ba đứa nhỏ mà bây giờ mẹ nó bị tai nạn giao thông mất. Rồi bây giờ không có chỗ nương thân chôn cất. Thành ra cô thấy hoàn cảnh vậy cô mới cho đất về chôn cho nó nằm trên mộ mã. Dạ. Đó, trường hợp cô như vậy. Thì cái lúc nãy thì tụi con cũng trò chuyện với chồng của chị Tuyền. Thì giống như là bây giờ ảnh vẫn chưa có nguôi ngoai, ảnh vẫn còn xúc động quá, cho nên là chưa có rõ được cái câu chuyện của chị Tiền hồi xưa tới giờ. Thì bây giờ nãy cũng có chia sẻ là không biết là gia đình của chị Tiền như thế nào, ba mẹ ra sao mà lại bỏ không có ai nuôi mà cô lụm lại từ nhỏ cô? Ba thì tại vì mẹ là ở
với người nào thì không, cha không nhìn nhận, thành ra mẹ cũng không được tỉnh táo, thành ra làm sao không biết hoàn cảnh sao thì cô không biết, mà tình cờ là cô đi đường là cô lượm chứ. Thì sau này thì cô nghe kể lại là mẹ nó vậy thôi, giờ mẹ nó cũng không biết đi phương trời nào, mà bây giờ nó mất thì không liên lạc mẹ nó được, mà mẹ nó cũng không về, mẹ ruột nó. Thành ra cô là nuôi nó chứ mình không lượm nuôi thôi, mình lượm nuôi thì mình coi cũng như con của mình. Thành ra đám tiệc thì cô phải có trách nhiệm, cô về cô lo cho con cho an toàn, để cũng tội nghiệp cho nó, tại vì nó bất hạnh quá, không cha không mẹ. Lúc cô lập nuôi chị Tiền, lúc đó chị Tiền được bao nhiêu tuổi hả cô? Mới biết bò, có thể cái đó chỉ khoảng 1 tuổi trở lại thôi, chưa được 1 tuổi, mới biết bò hả? Dạ, còn lúc nếu, đó, nếu lúc mà đó cô lượm ở đâu? Cô lượm ở ngoài đường mà gần cái mương, nếu mà tình trạng cô không lượm, có thể cô không gặp lượm, có thể bò dưới mương nó mất, chết. Tình cờ cũng hên, mà cô đi ngang lúc đó thì cô thấy cô sốt ruột quá, mình tấm lòng mình thấy bé vậy, thành ra mình không nhặt nuôi thì tụi có chuyện gì thì mình đau xót. Sau này thì mình rỡ nó có bò với mương thì về, ví dụ mình cũng đau xót quá, thành ra cô thấy thì cô chịu không nổi, cô mới lượm về nuôi. Thì cái khoảng thời gian mà lúc trước á, là chị Tiền này á mà có tới 3 đời chồng và 3 đứa con. Còn cái người chồng thứ nhất là lúc đó là chị có kết hôn gì không con? Người chồng thứ nhất thì có hình như có kết hôn, mà hai vợ chồng sống không hạnh phúc, thành ra hai đứa ly dị chia thân, chia tay. Thành ra mấy sau này mới có người chồng thứ hai. Người chồng thứ hai thì cũng không hạnh phúc, thì mang bầu thì tự sanh tự đẻ, cũng không ai quan tâm. Rồi sau nuôi con cũng vất vả, đi bán vé số vất vả quá. Thế vậy thì nó nói thôi giờ nó kiếm người chồng thứ ba là nương tựa hai đứa kia. Thành ra có người chồng thứ ba thì nó không, cũng không được hạnh phúc. Nó đi thì khám bệnh ở thành phố thì tai nạn xảy ra vậy, thì nó cũng không được trọn vẹn. Thành ra cuộc đời cháu cũng bất hạnh quá. Cái người chồng đầu tiên là có bé gái này. Có bé gái đầu tiên. Bé gái này hiện tại là bây giờ là 11 tuổi. 11 tuổi. Lúc mà ở với nhau, hai vợ chồng nó ở với nhau được bao lâu thì chia tay hả cô? Ở với nhau lúc đó chắc cũng khoảng được khoảng năm mấy á. Dạ. Năm mấy hai đứa chia tay. Rồi sau đó mới tới người chồng thứ hai. Đúng rồi. Rồi xong rồi ở người chồng thứ hai được cái bé thứ hai. Bé thứ hai. Xong rồi chồng thứ ba rồi, bé thứ ba này. Đúng rồi. Rồi mấy người này thì ở đều ở tỉnh mình, Bến Tre mình hết luôn hả cô? Chung một tỉnh. Thì công việc của chị Tuyền hồi xưa giờ là bán vé số không? Bán vé số từ xưa giờ. Từ hồi có con tới giờ, có con lộ lòng thứ nhất, có chồng trước cũng vẫn bán vé số tới giờ. Dạ. Con nghe nói là cái tâm lý của chị không được bình thường á. Đúng rồi, cũng hơi, chứ cũng không được nguyên vẹn như mình. Dạ. À, nó cũng hơi thôi. Rồi chị đi bán vé số không, chứ không ngoài ra không làm công việc không gì khác hả con? Chỉ bán vé số nuôi con thôi. Thì qua cái câu chuyện nãy khi mấy anh em tìm hiểu chồng đó, thì cũng vợ thì mới mất cho nên là tâm lý cũng không được ổn định. Mấy tụi cháu hỏi cũng không được chiều. Cũng như cô là người trong nhà đó, cũng như là hoàn cảnh mình như thế nào thì cô cứ chia sẻ hết để cho mọi người có thể nghe và đồng cảm với gia đình mình với cô. Thì cái đó cô cũng chưa biết được nữa. Rồi để qua đám rồi tương lai cháu thì từ từ. Chứ giờ cô lúc này cô cũng đang rối quá, cô cũng thì chưa... đất cái này là không phải là đất. Đúng rồi, nhà này thì cũng phải không có nhà mà không đất. Thì cô không biết sao, ba bé không biết như thế nào. Thì cô nghe thì cô cũng đau xót lắm. Mà giờ cô cũng chưa biết như thế nào nữa. Thì bà ngoại nuôi cũng là bà ngoại ruột. Tại vì cô xem chị Tiền như là con ruột của mình rồi. Thì cháu ngoại cũng là cháu ngoại ruột của mình. Ví dụ như là ba của hai bé đầu này muốn chia sẻ cùng với anh trai trong nhà để nuôi phụ đó, lúc đó cảm nghĩ của cô có thể là mình bàn giao hay là không, hay là nãy là nghe chồng nói là nuôi hết luôn đó. Nếu có thể, nếu mà chồng nuôi hết thì chắc có thể, không biết có thể thời gian kéo dài nuôi nổi không. Tại vì tương lai mấy con nó còn dài lắm, rồi còn phải ăn học rồi nuôi dạy, rồi tình trạng sau này ví dụ ngắn ngủi thì mình không nói gì, mà thời gian kéo dài thì có thể cô sợ là cha nó lo không thể nào lo nổi ba đứa đâu. Rồi bắt đầu cô nói thôi để qua đám đi, rồi chừng đó rồi tính toán, rồi coi có phụ sự gì hai bên á. Có phụ sự gì mấy đứa nhỏ. Dạ.
rồi qua đám này cho cha nó tỉnh táo lại, cho cha nó nguôi ngoai, rồi dừng đó thì tính tiếp. Chứ giờ thấy bây giờ mà chưa gì hết mà mình nói lên đó thì cũng cha nó cũng còn đau lòng, bị vợ mới mất. Dạ. Yeah. Thì hồi nãy là cha có nói là sẽ gồng gánh luôn hai đứa này nuôi luôn, và không chia sẻ ai hết, tại vì đó lúc đầu đã thiếu tình thương cha rồi, chỉ có tình thương mẹ với người cha dượng thôi. Mà cha dượng này xem như là con ruột, một ngày kêu tiếng cha thì trọn đời cũng là tiếng cha. Thì nãy nói là sẽ đùm bọc luôn tất cả mấy đứa này, thì cháu nghĩ là cái câu chuyện đó chỉ hứa với linh hồn vợ mình hay là như thế nào, hay là hứa với anh em như thế nào, chứ thật sự là nếu mà lo hết tất cả mà ba đứa mà với công việc bấp bênh như vậy là chắc chắn rằng rất là khó, chứ không phải là đúng rồi, rất khó, tại vì công việc nó cũng không ổn định, bấp bênh quá. Ai thuê ai mướn gì có việc mới làm, còn không có việc thì không có chuyện làm, thì phải thất nghiệp rồi làm gửi con cho ai, rồi làm rồi con ai giữ. Dạ. Rồi cô thấy cái hoàn cảnh đó thì nó trước linh hồn vợ nó thì nó đau luồn lòng, thì nó hứa vậy thôi, nó nói vậy thôi, chứ mà ra cô nghĩ là không thể nào nó bao bọc cả ba đứa nổi, làm sao bao bọc nổi mà tới ăn học tới ai giữ ai nuôi. Và cái câu chuyện đó là câu chuyện để sau đám. Đúng rồi. Rồi ổn định tinh thần đi phải bàn, đúng không? Đúng rồi. Và theo cái ý nguyện của cô là cô đã dự định sẵn được phần nào, phần trăm nào chưa về mấy đứa nhỏ không? Mà chắc có lẽ cô dự định sau này thì chắc có lẽ mình họp với nhau rồi hai bên này, nó có ông bà bên nội là mấy chồng trước đó, rồi thôi đó, rồi chừng đó mình họp nhau mình bàn bạc. Chứ giờ bắt đầu thì cứ việc để cho cha nó nguôi ngoai đi. Chứ giờ tự nhiên mẹ mới mất mà mình tách rời ba đứa thì cũng tội cho nó quá. Dạ. Nhưng mà bên nội thường có thường hay lui tới thăm mấy bé này không cô? Bên nội cũng ít, tại vì thấy bên nội cũng nghèo rồi cũng đi làm xa, rồi cũng ví dụ lâu lâu có tiền chút đỉnh thì cũng gửi cho, ví dụ 500-300, 1 triệu vậy đó. Chứ trường hợp nuôi thì bên nội thấy cũng không có khả năng nuôi. Bên nội bé đầu là mất hết rồi. Cha mẹ đầu cô bác thì không thấy ai quan tâm tới, mà chỉ cha nó thôi. Mà thấy cha nó cũng không được bình thường, cha nó cũng hơi chứ không được bình thường. Thế cũng nghèo hả cô? Nghèo lắm. Dạ, thì cũng làm việc bất bên. Bất hạnh vậy. Cha nó nghèo dữ trời lắm. Từ lúc làm đám giờ cha bé đầu này có lại không con? Có lợi ngày đầu, ngày qua có lợi ngày đầu. Con biết cha ruột của con không? Biết ha, nhận thức điều gì là tốt rồi. Trả lời lớn lên đi con. Thưa dạ đàng hoàng không? Không bé ngoan lắm con. Mình thấy ví dụ giờ có ai gánh vác cũng đỡ ha, nhưng mà nếu mà không ăn gánh vác thì bổn phận trách nhiệm thì phải lo hết chứ sao giờ. Cha mấy đứa này, hai đứa lớn này sau này sợ nó trôi dạt về đâu đó chứ cũng tội nghiệp. Thôi về thì sống với bà ngoại nuôi luôn đi con. Ha. Dạ. Về sống với ngoại, sau này đi học giỏi nuôi ngoại luôn. Đó, chấp nhận rồi đó. Lớn ở cơ cỡ này là cô nuôi rất là dễ nè. Chỉ là cho ăn và đi học thôi. Là bà nội, cô là bà nội như thế nào hả con? Tại vì bây giờ nói chung là gia đình cũng hơi rối, là tới ba gia đình lận. Cho nên là con cũng không biết là bà nội như thế nào. Thì bà nội hồi trước khi thì nó ở với con trai của cô á, thì đẻ thằng này thì cũng bà nội, nhưng mà cũng nó thôi chồng. Vì nó có chồng khác, thằng con thì nó cũng có vợ. Nhưng mà thấy hoàn cảnh nó khổ, cô mới cho nó ở cái nhà của ba chồng của hồi đó. Dạ. Cho nó ở tới giờ. Nó ở đây nuôi con tới giờ đó. Dạ, tức là cái nhà này là nhà của bà già chồng của cô. Bà già chồng của cô. Ừ. Là cô là bà nội của cái bé thứ hai này, bé trai này, đúng không? Cái trai. Là người chồng thứ hai đó cô. Chồng thứ hai. Dạ. Ừ. Dạ. Thì nói rõ như vậy để cho cả nhà có thể là hiểu được, tại vì nó hơi rối chút xíu. Ừ. Thì sau khi mà con cũng nghe nói là sau khi mà chị mất á, thì trước đó thì cô cũng có cho ở là cho chị Tiền ở đến hết đời. Còn bây giờ thì mất rồi như thế nào hả cô tính như thế nào? Thì giờ cô cũng không biết tính sao nữa, thì giờ tạm thời thì giờ cứ nó ở đây thì nó lo cho con nó đi. Thì khi nào mà té con, khi nào nó thôi giờ nó nuôi không nổi thì nó giao thì bà nội rước cho bà nội nuôi. Dạ. Chứ giờ cô cũng đâu biết làm sao giờ. Là bà nội tính rước ba đứa luôn hay sao? Không, như là làm sao rước ba đứa được. Đứa nào nó cũng có cha hết mà tự nhiên mình lãnh thì đâu có được. Như ví dụ như giờ hả, đứa này rồi cháu của cô thì cô là rước thì cô nuôi. Tức là vậy theo đó. Ý của cô là cháu của cô thì cô sẽ rước thì luôn. Nếu mà cái người cha là không có nuôi nổi. Không nuôi nổi. Dạ. Thì còn, cô đem về cô nuôi. Còn khi mà người cha còn gồng gánh nổi á, thì cô vẫn để cho người vẫn cha để nuôi. À. Thì cô vẫn để cho mấy cha con ở trong. Chồng cần vẫn ở để đây. Dạ. Nhưng mà con thấy là căn nhà bây giờ nó quá trời rách nát rồi. Thì quá rách nát, nhưng mà con nó vệ sinh, con ông bạn đang cho tiền nó sửa sang lại cho con nó ở. Dạ.
ở về năm cho mãn tang nhỏ này đó. Thì nếu họ nó muốn thật sự nó ở đây á thì làm nhờ cái quạt giở luôn, còn nó về với gia đình đó thì nó về, nó còn gia đình dưới mà. Dạ. Ừ. Cái này đó cũng như là cái nhà này, cái nhà này nó ở tạm thôi. Dạ. Tạm của cô thôi. Nhưng mà nếu mà may mắn được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mình xây dựng một căn nhà mà mình xây trên đất này được không cô? Thì để đó chuyện đó từ từ cô tính. Đất là đất cũng của cô nhưng mà chưa có tính được. Tại vì nói chung là nó cũng không có liên hệ với cô, không có phải mà dâu của cô cưới mà cũng phải cũng là cô cũng không ruột, không liên hệ. Nếu mà cho đất cũng cả vấn đề lắm, nó phải dễ. Dạ. Đúng không? Thì giờ tạm thời cho nó ở vậy đi, sau này khi nào mà nó thật sự nó nuôi thằng này đàng hoàng xong xuôi được cô tới tính sao. Chứ giờ mới cô cũng chưa có biết nữa, đâu hứa cho đất được. Giờ tạm thời là cho nó ở được cái nhà này. Là ba đứa cháu, đứa lớn, đứa giữa và đứa Út. Ừ. Là đứa nào là cháu ruột của cô? Đây. Là cháu ruột đứa Út. Nếu mà con tiền thật sự thì nó còn sống là tôi vẫn cho đất đàng hoàng luôn. Vô nội này con. Vô nội nè. Cái nội này con. Tôi về tôi coi đi. Là bé này ha. Là bé này. Ăn đi con, ăn đi con. Là bé này. Ăn đi. Nếu mà phải như mà cha ruột nó còn sao, cha ruột nó ở đàng hoàng thì tôi vẫn cho đất cho nhà luôn, con này thì cha này không có liên hệ tới. Như bà nội bây giờ còn dính là dính cháu. Dính cháu là dính cháu nội là thôi chứ không còn dính dáng gì đó hết. Còn dính con dâu và con. Dung dâu cũng không còn dính dáng, vậy là thương cho nó ở cái nhà này thôi chứ cũng không dính dáng gì hết. Nói chung là vậy. Chỉ có thằng cứ dính dáng thằng này thôi. Là dính dáng là cô thấy nó là mẹ con không có nhà cửa ở. Là cô cho nó ở đặng nó nuôi cho nội của cô. Cô bắt vậy thì nó không cho. À, khi mà thì nó vẫn nuôi con dâu của mình mà có một người chồng thứ ba đó, cô cũng vẫn chấp nhận và cho ở. Cho ở luôn. Nhà, cô chấp nhận cho luôn mà. Là cho con dâu mình ở hết đời. Cho ở. Ở thì ở chứ không được quyền bán. Dạ. Cứ mày cứ việc mà cứ ở. Ha. Khi nào mà có chồng mà về bên chồng thì mà trả nhà lại đây. Dạ. Thì cô cho bình thường mà. Mà đi đâu mà đi dẫn mình về cũng dẫn nhà ở bình thường. Tuy rằng là con dâu mình với con trai của mình là không có. Mỗi người tìm một hạnh phúc riêng hết rồi. Nhưng mà cô vẫn cho ở nhà. Cô vẫn cho, vẫn ở. Cho ở. Và sau này ví dụ bây giờ cô có lấy đất lại chăng nữa thì chắc chắn rằng là con dâu với người chồng sao cũng không có lên tiếng và không có điều kiện. Không, nếu như mà con mẹ nó còn sống. Dạ. Là cô cho một cái nền nhà khác cất riêng đàng hoàng ở. À, cô có dự định rồi. Có dự định rồi mà. Dự định là đất này đất của tôi nhưng mà tính là cái nhà này là nhà của bà nội ông bà yeah. Là tôi tính là cho sau này để nó gắn bằng kiếm tiền cho nó một cái nhà riêng đang vợ chồng cất cái tình thương mà mấy chú vậy nè. Yeah. Cho một cái nhà đàng hoàng ở cho nó toàn vẹn là giữa đị rất là nó chết đó. Là cái tấm lòng của cô, tấm lòng của cô thiệt mà vẫn chấp nhận cho dù không có còn không tình nghĩa không. Nhưng mà cô thương thằng này cô vẫn cho cái nhà đàng hoàng. Yeah. Có mặt thằng rể có nói đàng hoàng mà hứa cho đàng hoàng à. Yeah. Ừ. Là cũng như tên xã nếu mà hả giờ có nền nhà đàng hoàng, ký tên đàng hoàng là người ta vẫn cho nhà tình thương. Yeah. Thì tôi cũng nói thôi giờ nếu con mần đóng tiền đi thì tháng sau mẹ về mà cất cho nhà cho thằng em của nó. Rồi mẹ cho cái nền nhà rồi sửa sẵn cho chồng cất anh em ở chung luôn. Gần mà chưa hết là nó chết đó. Yeah. Nhưng vì bây giờ chị mà là con dâu của cô đó. Ừ. Thì đã mất rồi. Ừ. Còn cái anh hiện tại là chồng sau này thì cũng không có liên quan không liên quan gì tới cô hết là... không có gì hết. Yeah. Là cái này nó xin là à, thương vợ nó ở đây 3 năm nó đút thương. Yeah. Vợ nó là tới 3 năm là nó đi về dưới thì nó đem cái hình này dưới còn đem thì con nhỏ chị nó đem về thờ vì nó còn người chị thứ hai. Yeah. Nó còn chị thứ hai nữa cho nên là về cái những cái phần hỗ trợ của cô thì chỉ phần nào đó thôi chứ để mà nói sát sao như lúc mà con dâu còn thì không thể Yeah. Đúng là vậy. Ừ. Còn nếu như mà giờ mấy cha con mà có chạm vào tình thương của cô hay không là quan trọng nữa là người chồng sau này để lo cháu nội của cô như để coi toàn vẹn như thế nào rồi cô mới tính sao. Dạ. Chứ hiện giờ là chưa tính. Cô chỉ dính lý đó. Chưa dính lý là chưa tính. Ví dụ như sao mà nó ở nó nuôi ba đứa này mà trọn vẹn đàng hoàng là cô mới tính tiếp. Dạ. Chứ bây giờ là hứa là không hứa. Là hứa là không hứa. Dạ. Tại vì dâu mình chết đâu còn dính dáng nữa, bất quá thì mình đứa cái nội mình về nuôi thôi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thì giờ tạm thời giờ cho nó ở đây cho nó nuôi mấy đứa nhỏ đi. Thì sau này thì tính tiếp. Chứ tụi nó không quan hệ tôi không chưa tính là cho luôn là cho không được. Nói vậy. Là trước mắt là cho ảnh ở đây nuôi mấy đứa nhỏ. Dạ ở đây nuôi mấy đứa nhỏ với nó thờ nó đốt nhang vợ đó. 3 năm. Ba năm. Vậy cô có ngỏ ý là muốn bắt thằng bé về không? Thì từ từ tính hả nếu mà để coi từ từ nay cái nó nuôi đi. Thì hả chừng nào nó nuôi không nổi thì đường đó mình phụ giúp mình để tính chứ sao. Dạ. Giờ. Chứ là... cô cũng khổ còn chết cô cũng đâu có nuôi được nó trọn vẹn đâu. Con cũng khổ. Ý là từ cái bữa mất tới giờ cô có bắt thằng bé về mà ảnh không chịu không? Hồi đó thì mẹ nó còn sống thì không có bắt. Nó về nó hồi giờ con để con nuôi đi. Mẹ thương thì lâu mà cho tiền thì để con nuôi nó lớn.
thì nữa nó muốn về bà nội thì nó về, tại nợ lớn như cha nó thâu thì cha nó đi làm, tôi cũng đi mà tôi cũng ít về á. Dạ. Vậy lâu lâu thì cũng xin tiền cũng cho vậy, thì nó nói thôi giờ để con nuôi đó, chừng nó lớn rồi mẹ nó có tiền thì mẹ cho phụ cái vợ con với nó, thì nó nuôi tới giờ đó, bây giờ nó chết thì bắt buộc thì mình phải chịu thôi. Dạ đúng rồi. Hồi đó hai đứa không có giấy kết hôn. Không có giấy kết hôn, hai đứa cặp ở, nương nhau ở. Nhưng mà hồi đó ở thì tôi cũng vẫn thương chấp nhận, nó là dâu mà. Thì mới cho nó ở nhà đây chứ chấp nhận dâu đâu có cho ở nhà được. Nó sanh đẻ thì ở đây chứ đâu. Đó giờ mà. Hồi lúc hai đứa quen thì cũng hai đứa cũng sẵn sàng làm giấy kết hôn rồi. Thì hai đứa mới lịch trình mới không có làm giấy kết hôn đó. Rồi kêu ở thằng sau này kêu làm giấy kết hôn, nó cũng, tự nó cũng không làm chứ tôi cũng không biết. Thì như vậy vợ chồng nó sống mà vợ chồng nó kết hôn chứ làm chứ mình đâu có biết được vụ đó. Ngày hôm nay thì con dâu mình đã mất rồi. Mất rồi. Thì cô chỉ là dính dáng là cháu nội. Cháu nội thôi. Ừ. Nói chung là nó với chồng gì nó không dính dáng tới mình hết. Nói chung thì ai cũng tìm một hạnh phúc riêng rồi. Thì đúng rồi. Nhưng mà cô vẫn thương tại vì hồi lúc nó ở với thằng con mình thì nó quá khổ. Mình chấp nhận thì mình cho nó ở cái nhà này. Thì nó lấy vợ, nếu mà vợ con thôi lực mà con khổ thì mẹ cho con ở, thế nó nếu mà con đầu rồi mẹ vẫn cho con vẫn ở bình thường, con có chồng con vẫn ở bình thường, chừng nào con có chồng bên chồng con giàu có thì con theo chồng con trả nhà lại cho mẹ. Thì đó về nhà đó nó đi đâu đi nó cũng về để nở à, thì cứ như cái này cái ổ của nó đó. Thì tại vì ngày hôm qua con xuống thì cũng nghe bên gia đình nói là rất là lo lắng, là không biết là khi nào bây giờ là chị Tiền mất rồi mấy đứa nhỏ sẽ ở đâu, nhà cửa như thế nào. Thì ngày hôm nay nghe được cái cô lên tiếng như vậy rồi, cô đã nói như vậy rồi. Thì chắc chắn là bên gia đình cũng yên tâm rồi. Yên tâm được một phần nào đó khi mà mình để cho anh Thanh với lại mấy đứa nhỏ ở đây để tang cho vợ trước mắt là 3 năm. Cái vợ đó 3 năm rồi. Dạ, còn sau đó thì ví dụ như ảnh thương mấy đứa nhỏ, anh nói sự tốt thì con sẽ tính đường khác cho anh Thanh. Tôi tính đường khác cho anh Thanh. Dạ. Còn anh nói tính không được, nó không xấu thì cũng tính theo đường khác nữa. Dạ. Thầy đã đừng tính nè. Nhưng mà dù sao là không bỏ cháu nội đúng không? Cháu nội là không bỏ. Dạ. Nhưng mà cô chia sẻ là cái khoảnh khắc mà cho mấy tụi cháu như cộng đồng mạng biết là cái khoảnh khắc mà ngay từ mà cái giây phút mà cô nhận được một cái thông tin là chị Tiền mất, là lúc đó cảm giác cô như thế nào? Lúc đó mình có tin đó là sự thật không cô? Không tin chưa thật. Nhưng mà con Tiền nó nói, con Phương nó điện lên nói mẹ ơi, mẹ bắt máy đang nói mẹ nghe hỏi gì con Tiền chết. Là lúc của tôi hết biết, tôi quýnh là tại tôi đi bán vậy cũng tầm 8 giờ tối rồi. Hỏi làm sao nó Tiền bị xe đụng đó, trời ơi chắc cha nó bị xe đụng rồi mấy đứa con thì làm sao đây? Khổ quá trời khổ rồi. Nói giờ con không biết làm sao nữa. Thì tôi công chuyện của tôi mới quá trời, tôi nói giờ sao đó nói giờ hả xe đụng rồi chắc hồi hàng đường đồ chắc người ta lo. Bây giờ kêu người ta lo, người ta làm trước cho mình, từ từ mẹ về sau, chứ giờ công chuyện mẹ quá trời mới đâu có gì kịp được. Rồi hôm qua tôi về là nó đi vô ông đó. Hôm qua tôi uống đồ bánh cho rồi tôi về. Rồi bác có bà vợ chồng sau này lên. Tôi chỉ tôi dính dáng rồi thương cháu nội tôi về thôi, chứ tôi cũng đâu dính dáng gì tới cái chuyện dâu con. Nhà thương cái tình cái nghĩa cháu nội là xuống nha. Nói chuối không? Nhưng mà người chồng cũ có về đốt cho chị Tiền nắng. Có hai chồng họ về hết mà. Hai chồng về. Về luôn á. Về luôn, về đi qua bển này về tụi nó ở đây, nó mới về hồi tối này nè. Về hết. Mình không còn tình nghĩa nhưng mà mình còn có chút xíu gì đó về đốt cái hương cho chị Tiền. Nó về hết, nói hai chồng nó về mà, hai đứa nó về, về hôm qua ở đây tới tối mới về trả anh mà. Dạ. Ở hết mà. Thì thí dụ như hôm rồi là hai đứa nó thôi nha thôi, chứ thằng kia về nhỏ này thằng này lên thì cha lì xì thì nó cũng cho tiền 500-300 vậy, nó cũng thương, nó cũng hỏi bình thường chứ không có bỏ luôn. Nãy giờ cái câu chuyện anh em cũng đã tìm hiểu và em cũng đã chia sẻ hết trơn những tụi anh nghe rồi, cũng như là đã bày tỏ cái cảm xúc của vợ mình, cũng như là hoàn cảnh gia đình của mình. Chắc chắn là nãy giờ quý ông bà cô chú và anh chị em trong và ngoài nước cũng đã xem rất là nhiều đúng không? Cũng đã hiểu và đồng cảm với gia đình mình. Thì trong đó thì Diệu sẽ trích ra 2 mạnh thường quân để hỗ trợ gia đình, cũng như là đỡ mua đồ ăn cho con, hay là em đỡ vất vả trong cuộc sống trong những ngày gần nhất này ha. Thì anh sẽ trích ra 500.000 của chị Nguyễn Thị Ngọc Hằng. Và 500.000 của vợ chồng chú Tài ở bên Mỹ. Thì bữa nay thì mấy anh em cũng đã tới đây. Thì cũng đã tìm hiểu và biết được cái hoàn cảnh của mình là nó rất là khó khăn. Thì vợ đó thì không may đã gặp sự cố tai nạn giao thông, vừa mới qua đời.
Thì mình á, thì hiện tại bây giờ nói chung là gà trống nuôi con đó, đùm một ba đứa nhỏ này là đứa nhỏ này, và mình ở đây là đang ở tắt đầu của người ta nữa. Đó, thì chính như thế mà ngày hôm nay thì anh sẽ thay mặt cho Mạnh Thường Quân, hai Mạnh Thường Quân thì gửi đến cho em một số tiền. Thì ngày hôm nay thì em chích hai cái quỹ. Cái quỹ thứ nhất là của Mạnh Thường Quân ở bên Hawaii, anh xin chích cả 500.000 đồng. Và cái quỹ thứ hai là của cô Lon làm công nhân ở bên Nhật, anh sẽ chích ra 500.000 đồng để anh gửi cho em 1 triệu ha. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn chung thay mặt gia đình, cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho cha con em để vượt qua câu vượt khó khăn này. Xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa thì em cũng xin thay mặt cho gia đình của em Thanh cũng xin chân thành cảm ơn hai Mạnh Thường Quân cũng đang hỗ trợ cho gia đình của em Thanh. Đó là Mạnh Thường Quân nhất là một Mạnh Thường Quân Hawaii, cái tên là Hawaii cũng đã hỗ trợ cho em 500.000 đồng, và cô Lon làm công nhân ở bên Nhật thì hai Mạnh Thường Quân cũng đã hỗ trợ cho anh Thanh là 1 triệu đồng. Một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn hai Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Sau khi mà đăng chia sẻ đoạn clip ngày hôm qua cả nhà, thì đã cũng có nhận được số tiền của Mạnh Thường Quân gửi đến với lại gia đình của anh Thanh. Thì clip đó anh cũng có để cái số điện thoại lên, thì chắc Mạnh Thường Quân cũng có thấy được. Và sau khi thấy được thì gửi cho anh một số tiền nhỏ nhỏ. Thì trong đó có một Mạnh Thường Quân là giấu tên 1 triệu, với lại là một Mạnh Thường Quân là Hoàng Châu Mỹ Khang là gửi 400. Tổng số tiền là 1.4 triệu ha. Yeah. Em xin phép được gửi cho anh để hỗ trợ cho tiếp cho gia đình anh ha. Yeah. Thì em cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho cha con em trong khi gia đình đang gặp khó khăn. Em chân thành cảm ơn các Mạnh Thường Quân rất nhiều. Thì đang cũng thay mặt gia đình cảm ơn các Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Thì cũng mong là sẽ làm được một cái cầu nối và sẽ kết nối được nhiều Mạnh Thường Quân hơn để giúp đỡ gia đình của anh Thanh cũng như là các bé ở đây. Bây giờ là các bé đó mồ côi này, sợ là rất là thương luôn. Cũng bây giờ muốn biết là nhờ vào cái tình thương của quý cô chú chị Mạnh Thường Quân và bạn, bây giờ cũng không biết như thế nào cả nhà. Sau đây Hoàng Vũ xin thay mặt mấy cha con cũng như là linh hồn của chị Tiền ở trên bàn thờ xin cúi đầu cảm tạ tất cả những quý Mạnh Thường Quân từ tất cả những kênh anh em ở đây từ trong và ngoài nước, một lời chúc tốt đẹp và sức khỏe cũng như là một lời may mắn đến công việc và mọi lĩnh vực của công việc của tất cả những quý vị cũng như là quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Vũ thành thật cảm ơn và biết ơn rất là nhiều. Anh em ở đây sẽ đăng tải những cái đoạn video này lên. Thì Hoàng Vũ cũng như là những anh em ở đây mong rằng gia đình em sẽ có duyên với tất cả những Mạnh Thường Quân khác. Cái điều may mắn sẽ đến với gia đình em. Ở đây mấy tụi anh không hứa trước bất cứ một cái điều gì hết. Thì mong rằng là cái sự may mắn tốt đẹp đến và các cháu và bản thân em để có tiền và lo cuộc sống của mấy đứa nhỏ sau này ha. Em thay mặt gia đình cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân và Mạnh Tiến. Thì em cũng thay mặt mấy cha con em xin chân thành cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cha con em trong thời gian khó khăn gần đây. Rồi, gia đình em xin chân thành cảm ơn. Và video tất cả những anh em cũng sẽ tạm dừng. Vũ xin mời quý vị cũng như cùng đồng hành theo anh em ở những video sau cũng như là những hoàn cảnh khác.